Lai Châu, mảnh đất góp phần tạo nên sự quyến rũ bí ẩn, vẻ đẹp hùng vĩ nguyên sơ nơi ven trời Tây Bắc. Núi non trùng điệp quấn quýt mây bay, những rừng cây rậm rạp hoang vu kỳ ảo, những con suối vừa hiền hòa vừa dữ dội len lỏi giữa các khe đá với những khúc nhạc rừng bất tận. Cùng với đó là sắc màu của các tộc người thiểu số với nhiều phong tục lạ trong đời sống và văn hóa đã tạo nên một Lai Châu đầy bí ẩn và cuốn hút. Vùng Tây Bắc, người Dao sống trên một địa bàn rộng dọc theo biên giới, xen kẽ với nhiều dân tộc khác như Hơ Mông, Thái, Tây, Mường, Việt. Riêng ở Lai Châu, người Dao có trên 10.000 hộ với hơn 50.000 nhân khẩu cư trú trên tất cả các huyện lỵ trong địa bàn tỉnh. Trong vạn sắc màu mà tộc người này mang đến miền sơn cước Lai Châu, phải kể đến những nét độc đáo hiếm có của nhóm người Dao đầu bằng thuộc huyện Tam Đường. Sự độc đáo ấy không chỉ được thể hiện trong nghệ thuật tạo hình, trang trí hoa văn trên trang phục, mũ và các vật dụng khác, mà còn thể hiện qua phong tục tập quán, thông qua lối sống và những câu chuyện truyền thuyết lưu truyền từ đời này qua đời khác xuyên suốt các thế hệ. Một trong số đó là câu chuyện về nàng Nở Lan và mối tình đẹp đầy thơ mộng nhưng có kết thúc buồn của một thiên tình sử về tộc người Dao sống trên cao nguyên phong thổ Tam Đường. Câu chuyện gắn liền với con thác Tác Tình. Giữa bức tranh thủy mặc của thiên nhiên hùng vĩ ấy, tiếng ầm ào của dòng thác tuôn chảy tung bọt trắng xóa suốt ngày đêm như để kể mãi về mối tình của đôi trai gái người Dao còn vang vọng từ thuở xa xưa. Cách thành phố Lai Châu 20 km về phía đông nam, cách trung tâm thị trấn Tam Đường gần 15 km, bản Hồ Thầu thuộc xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường là nơi cư trú chủ yếu của nhóm Dao đầu bằng tỉnh Lai Châu. Sống bên những cánh rừng đại ngàn, ít bị tác động bởi nhịp sống đô thị hiện đại, có lẽ bởi thế mà đồng bào nơi đây vẫn còn gìn giữ được rất nhiều những nét đặc trưng văn hóa riêng có của tộc người. Những ngôi nhà bằng đất, những triền mái rêu phong, tất cả cho thấy phần nào cuộc sống hãy còn nguyên sơ, bình dị và chân chất của một cộng đồng dân tộc trên hẻm vùng núi cao mây bạc. Ảnh hưởng từ cuộc sống du canh và di cư luôn luân chuyển trong quá khứ. Cuộc sống của người Dao vì thế gắn liền với khai hóa nông nghiệp. Người Dao đầu bằng sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt trên nương và ruộng bậc thang. Nguồn lương thực chính của đồng bào nơi đây là ngô và lúa. Họ cũng chăn nuôi nhiều gia súc, gia cầm, nhưng chủ yếu để phục vụ cho những ngày ma chay, cưới xin và lễ Tết quan trọng trong năm. Người Dao đầu bằng tự hào với bộ trang phục truyền thống của mình. Vì thế, việc thêu dệt, may vá được chị em phụ nữ Dao rất coi trọng. Những lúc rảnh rỗi, người phụ nữ Dao lại chăm chỉ thêu thùa, khâu vá, chăm chút cho bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Từ rất lâu, người con gái Dao đã biết theo mẹ, theo chị, học thêu khăn, may áo. Với phụ nữ dân tộc Dao, mỗi một họa tiết trên bộ trang phục truyền thống không những cần tới sự tỉ mỉ, khéo léo của đôi bàn tay, mà ẩn sâu trong đó còn là sự thể hiện của những tâm tư, tình cảm, nét đẹp đời sống văn hóa tinh thần và tín ngưỡng đặc trưng của cả một cộng đồng dân tộc. Em là con gái Dao, quen kéo tơ, dệt vải, chăm cấy lúa hái đào, giỏi thêu khăn, thêu áo. Cư trú quần tụ quanh những nếp nhà nằm san sát dọc hai bên bờ suối. Từ lâu, con suối đã trở thành hình ảnh rất đỗi thân thuộc với người Dao bản Hồ Thầu. Suối Hồ Thầu ôn hòa, ôm ấp lấy bản làng, tô điểm vào bức tranh sơn thủy hữu tình, đẹp và đầy mê hoặc.
Nguồn nước trong mát không ngừng chảy theo năm tháng là mạch sống cho quá trình sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, nuôi lớn các thế hệ. Cũng từ con nước đó mà bao câu chuyện đã mở ra. Con nước chảy xuống từ con thác đầu nguồn cũng là nơi ghi dấu một câu chuyện truyền thuyết từ xa xưa đến nay vẫn được những người dân bản giao lưu truyền lại. Chuyện xưa kể lại rằng, xưa kia, tại một bản người Dao ở dưới chân thác, có một nàng nở lan vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng được ví như đóa hoa mua, hoa ban trên rừng. Nàng đem lòng yêu một chàng trai nghèo, nhưng có tài thổi sáo. Tiếng sáo du dương, khắc khoải, dịu dặt, mà mang sức hút đến lạ kỳ, làm thổn thức tâm hồn người con gái xinh đẹp trong cái nhìn e lệ. Tay vén lá rừng nghe trộm, thầm thương tiếng sáo của chàng trai bên suối thác. Và bên chân thác, sự gặp mặt và cái duyên tác thành như một định mệnh đã gắn bó đôi trai gái lại với nhau. Ngày qua ngày, họ quấn quýt lấy nhau như con hiêu, con nai trên rừng, cùng nguyện ước đến ngày được nên duyên chồng vợ. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì tai họa bỗng ập xuống. Tin về bản Giao dưới chân thác có cô gái nở lan xinh đẹp chẳng mấy chốc mà lan truyền khắp các rừng xa, con suối. Biết bao chàng trai mê đắm tìm đến muốn được kết duyên cùng nàng. Trong đó có tạo bản giàu có trong vùng, tham phú quý, bạc vàng. Cha nở lan đã nhận lời và lễ vật của tạo bản và sớm định ngày lành tháng tốt để gả nàng đi. Cuộc gặp mặt giữa cha và trong sự toan tính của tạo bản như tiếng sét đánh ngang tai, cắt lòng. Khi qua ô cửa, nàng vô tình nghe được sự đồng ý sắp đặt của cha về duyên phận mình. Nàng buồn bã, bỏ ăn, bỏ ngủ. Hay tin con gái đã phải lòng chàng trai nghèo mà không muốn thuận ý mình, cha nàng hết sức tức giận. Ông tỏ ý kiên quyết chia rẽ tình yêu của đôi trai gái. Quá đau lòng, Nở Lan bỏ bản ra đi. Nàng đi mãi và không biết từ lúc nào đã tìm đến chân thác năm xưa, nơi bắt đầu mối tình của hai người. Biết không thể đến được với người yêu, trong lúc quá đau khổ, nàng đã trầm mình xuống dòng nước xiết với mong ước giữ trọn lời thề nguyện và tình yêu chung thủy. Nghe tin người yêu mất tích, chàng trai vội vàng băng núi, băng rừng chạy đi tìm nàng. Ngay khi chàng đến dưới chân thác, giông gió ở đâu bỗng kéo đến dữ dội. Không quản mưa to bão táp, chàng men theo vách đá mà đi ra giữa dòng nước xiết.
nhưng mặc cho chàng có gọi thế nào cũng chỉ thấy vang vọng lại là tiếng ai oán xé lòng của núi rừng. Thương nhớ người yêu, hồi tưởng lại kỷ niệm về những ngày bên nhau còn rõ ràng như mới ngày hôm qua, nước mắt chàng chảy xuống cùng với nước mưa hòa lẫn vào dòng nước thác. Quá đau khổ, chàng đã gieo mình theo nàng để được cùng nàng bên nhau mãi mãi. Kết thúc buồn về câu chuyện tình của cô gái nở lan xinh đẹp và chàng trai người Dao nghèo để lại niềm xót thương vô hạn trong cộng đồng dân tộc Dao nơi đây. Cảm động trước tình yêu son sắt và mãnh liệt ấy, người dân quanh vùng đã đặt tên cho con thác là thác Tác Tình để tưởng nhớ về đôi trai gái năm xưa, cũng là mong ước tác hợp cho chuyện tình giang dở của hai người. Tác Tình từ xưa đến nay vẫn được gọi bởi cái tên thân thương như vậy. Thác Tác Tình nằm trên địa phận xã Bình Hưng, huyện Tam Đường, bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Với độ cao gần 130 mét, nhìn từ xa, Tác Tình trông như một dải lụa mềm mại đang thả mình trong không gian bao la của núi rừng Tây Bắc. Đứng ngang tầm mắt, ngọn thác lại mang vẻ choáng ngợp của một bức tranh sơn thủy hữu tình. Một lối đi nhỏ dẫn xuống hồ nước rộng dưới chân thác, dòng nước trong vắt, bọt tung trắng xóa, những con nước như đang luồn lách đuổi bắt nhau qua từng phiến đá với đủ loại hình thù kích thước. Với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ thanh khiết cùng cái tên đầy ý nghĩa và huyền bí gắn với huyền thoại tình yêu chung thủy mãnh liệt của đôi trai gái người Dao, đã tạo nên cho ngọn thác hùng vĩ giữa núi rừng Tây Bắc không chỉ là một trong những thắng cảnh đẹp, mà vừa là chuyện tình đẹp cảm động đã thấu cả đất trời. Dưới lòng các con suối từ thác Tác Tình luôn chảy không ngừng, và chuyện tình của đôi trẻ vẫn được kể lại trong lòng suối. Vẫn còn đây bông hoa rừng tinh khiết của nàng nở lan trôi đi, nhưng không còn cô độc nữa, bởi đằng sau tiếng sáo của chàng trai vẫn luôn theo nàng vang xa mãi mãi nơi đại ngàn suối rừng Tây Bắc. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử cùng với sự trường tồn của thời gian, Tác Tình hàng ngày vẫn đưa những dòng nước ngọt lành nuôi sống đồng bào dân tộc. Những tiếng thắc thỏm của dòng thác vọng về như nhắc mãi tới câu chuyện xưa kia về nàng nở lan và mối tình đẹp nhưng đẫm lệ. Quanh dòng suối nguồn ngày đêm không ngừng tuôn chảy, câu chuyện ấy luôn tồn tại và sống mãi, len lỏi trong từng ngõ ngách, từng hơi thở của thôn bản xóm làng. Cuộc sống của người Dao đầu bằng tại bản Hồ Thầu cứ thế trôi đi như bao ngày vẫn vậy. Tạm biệt Tác Tình, tạm biệt những người phụ nữ Dao gần gũi hiền lành. Nhưng những câu chuyện nhân văn bên bếp lửa hồng đi ra từ cuộc sống sẽ mãi là ấn tượng không thể phai mờ. Rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn màu, để ta xứng danh những con người của đỉnh cao mới, làm cuộc sống văn minh đẹp đôi mắt trí tuệ Việt Nam.